quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định số 09 về việc giao ông Nguyễn Vũ Hải là Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam điều hành hoạt động của Cục. Ông Nguyễn Vũ Hải sẽ điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong thời gian ông Đặng Việt Hà là Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam vắng mặt tại đơn vị, phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký là ngày 6 tháng 1 năm 2023. Trước đó, vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô là Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Anh Quân là quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Đặng Trần Khanh là phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới và ông Phạm Đức Ngọc là chuyên viên của phòng này để làm rõ tội nhận hối lộ. Liên quan vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, chiều 5 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Công an tiến hành khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ số 12 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và tại số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là quá trình điều tra mở rộng vụ án môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Bến Tre. Bước đầu, công an xác định các trung tâm này đều có sai phạm, nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Cụ thể đã có hơn 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo dạng làm luật. Các trung tâm đăng kiểm đã cấp 52.300 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.